Xin chào các bạn đến với channel Mèo Đi Bụi. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ về cảm nghĩ của mình về cái thành phố Toronto, Canada này. Thì trước tiên mình sẽ chia sẻ về bản thân. Mình đến Canada khoảng chừng 6 năm trước. Sau đó mình đi học. Sau khi tốt nghiệp xong rồi thì mình đi làm cho đến thời điểm bây giờ. Đó. Mình sẽ nói về những cái vấn đề như là con người, môi trường, học tập, giáo dục, làm việc, giải trí. Đó. Thì đầu tiên về con người á, thì mình nhận thấy là ở Toronto là một cái thành phố mà rất đa dạng. Nhiều người từ khắp nơi trên thế giới họ đến đây, họ sống và làm việc. Cho nên đa số người dân là rất thân thiện với nhau. Và cái điều mình thích nhất á, chính là bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn. Bạn có thể trở thành bất cứ người như thế nào mà bạn muốn, mà không cần phải sợ ai đánh giá cả. Đó chính là cái điều mà mình thích nhất khi sống ở thành phố này. Tiếp theo là về giáo dục, học tập. Thì thành phố Toronto này nó có rất nhiều cái trường đại học nổi tiếng trên thế giới luôn. Ví dụ như là Đại học Toronto, Đại học York, trường Ryerson và một số cái trường cao đẳng khác như là George Brown, Humber, Seneca và Centennial. Đó. Thì bạn muốn học gì cũng được, cứ đóng tiền thì học. Và họ có rất nhiều những cái môn khác nhau mà bạn muốn. Ngoài ra nếu mà bạn là người mà newcomer, là người mới nhập cư á, thì bạn sẽ có cơ hội tham gia những cái lớp mà rèn luyện tay nghề hoặc là miễn phí của chính phủ dành cho các bạn. Ngoài trừ những cái thứ đó ra thì cái môi trường ở Canada nó khuyến khích các bạn học và nó tạo điều kiện rất nhiều để cho các bạn nâng cao những kỹ năng của mình. Ví dụ như là luôn luôn có những cái sự kiện về những chủ đề khác nhau. Các bạn có thể đến để mà học hỏi, để mà networking với lại những cái người trong cái ngành mà bạn muốn. Ví dụ là mình là IT đi, thì mình hay đến những cái sự kiện về programming, về AI, về machine learning gì đó. Thì mình học hỏi xong rồi mình kiếm những cơ hội mới mở ra cho mình. Nói về bạn bè thì ở Toronto có rất nhiều người Việt Nam đi theo học, cho nên là các bạn không sợ phải bị cô đơn. Các bạn chỉ cần lên hỏi du học sinh bóc phốt, nhầm lên hỏi du học sinh kiếm bạn đó, thì có rất nhiều người nó sẽ chào đón bạn. Vì chúng ta đang sống trong một cái môi trường đa dạng, rất nhiều người khác nhau, cho nên là ngoại trừ người Việt ra thì các bạn cũng nên làm quen và tiếp xúc với những người khác nhau. Như vậy thì các bạn có thể học được về văn hóa, ngôn ngữ và cách ứng xử với những người khác. Thì các bạn sẽ làm quen được với cái xứ Canada này dễ dàng hơn. Và một cái điều nữa, nếu mà các bạn có bạn người nước ngoài á, thì các bạn sẽ tăng cường được vốn tiếng Anh hơn là các bạn chỉ tiếp xúc là người Việt không. Okay. Nếu mà các bạn hỏi thì làm sao để kiếm bạn hoặc là làm quen với lại dân Canada, thì mình khuyên các bạn là tham gia những cái câu lạc bộ. Các bạn có thể kiếm ở trên trang Meetup, thì mình sẽ post cái link ở phía dưới. Cái trang đó thì ví dụ như là các bạn thích chụp ảnh đi, thì sẽ có một cái hội chụp ảnh. Các bạn vào tham gia, các bạn đến những cái buổi mà họ tụ tập. Và đa số là miễn phí, các bạn không cần phải đóng gì cả. Thì các bạn tự kiếm cái nhóm mà thích hợp với lại cái sở thích của các bạn. Thì theo thời gian thì các bạn sẽ có những người bạn khác nhau. Từ đó thì các bạn sẽ quen với lại cuộc sống Canada hơn. Tiếp theo là về văn hóa và giải trí. Thì bởi vì ở Toronto là một cái khu vực rất đa dạng, cho nên các bạn sẽ thấy được có rất nhiều lễ hội khác nhau, như là lễ hội St. Patrick, lễ hội Caravan, lễ hội Gay, lễ hội Lâm La trơn á. Nói chung là đa số là miễn phí hết. Thì các bạn lên trang web của City of Toronto á, các bạn xem cái lễ hội nào mà cảm thấy hứng thú thì các bạn cứ ra các bạn tham gia thôi. Nói về giải trí á, thì Toronto là một trong những thành phố sôi động nhất Bắc Mỹ. Cho nên là
các bạn muốn có cái gì thì sẽ có cái đó. Riêng về mình á, thì mình là một người rất là thích thiên nhiên, cho nên mình hay ra những cái công viên, hoặc là đến những cái rừng rậm, hoặc là sông nước gì đó, đó mình đi dạo thôi. Ví dụ là đây là một công viên gần ngay nhà mình luôn, có cả đồ tập thể dục, rất là thích. Ngoài ra thì có những cái hoạt động thể thao khác nếu mà các bạn quan tâm, như là đạp xe đạp. Ở đây có một số đường nó rất là thân thiện với lại người đạp xe đạp, và một số câu lạc bộ khác như là câu lạc bộ leo núi, câu lạc bộ bắn cung. Nếu mà các bạn nào thích bắn cung thì liên hệ mình, ok. Tiếp theo là về y tế, thì ở Canada nếu mà các bạn còn đi học á, thì là bảo hiểm của trường nó sẽ cover cho bạn. Các bạn đi khám hoặc là mua thuốc á, thì nó sẽ trả tiền lại cho các bạn, hình như là 80% thì phải. Còn nếu như mà các bạn có thẻ ô hiếp á, thì cái đó là sau khi đi làm thì các bạn mới có, hoặc là có PR á, thì cái đó thì các bạn đi khám bệnh á, thì nó không có tốn tiền, kèm theo là bảo hiểm y tế của công ty của các bạn nữa, hoặc là bạn tự mua á, thì các bạn không cần sợ gì cả. Có điều là đôi khi vô bệnh viện các bạn sẽ phải đợi hơi lâu thôi. Đó chính là lý do mà tại sao dân Canada đóng thuế khá là cao, bởi vì họ được lo những cái vấn đề về an sinh xã hội rất là tốt. Nói về thời tiết á, thì ở Toronto, Canada thì nó có 4 mùa rõ rệt: xuân, hạ, thu, đông. Mùa xuân thì hoa lá đâm chồi nảy lộc, sinh sôi nảy nở rất là nhiều, rất là đẹp. Tiếp kèm theo đó là những cái lễ hội như là lễ hội hoa anh đào, lễ hội hoa tulip ở Ottawa. Đấy. Còn mùa thu á, thì chính là cái mùa mà gọi là thú vị nhất. Chính là cái mùa mà lá cây nó chuyển từ màu xanh nó sang vàng, sau đó sang đỏ. Và nếu mà các bạn đi những cái công viên hoặc là những cái rừng, cái khu vực như là Algonquin á, thì các bạn thấy ở phía dưới chân các bạn một cái dải cây toàn màu đỏ vàng, rất là thú vị. Còn mùa đông á, thì mùa đông thì nó hơi lạnh, nhưng mà nó cũng có một số hoạt động như là các bạn trượt băng nghệ thuật, trượt băng nghệ thuật té, hoặc là các bạn đi trượt tuyết ở núi Blue Mountain chẳng hạn. Thì ở người Canada có một cái điều là những người mà không thích lạnh quá thì họ di chuyển xuống phía nam, hoặc đến những cái nước mà nó ấm, thì người ta gọi vui là họ là snowbird, những cái chim mà di cư từ mùa đông nó di cư xuống dưới ở chỗ ấm hơn. Tiếp theo là về du lịch khám phá, thì các bạn ở Toronto, thì ở Toronto có rất nhiều cái khu vực mà thú vị khác nhau tùy theo mà sở thích của các bạn. Ví dụ là những công viên như thế này, hoặc là những tòa nhà kiến trúc, nhà thờ ở khu vực downtown, hoặc là những bảo tàng như là Royal Ontario Museum, hoặc là bảo tàng nghệ thuật ở đường Dundas với lại University đó, hoặc là có những cái góc phố rất là đẹp và thú vị như là cái Harbourfront. Nhưng mà có một điều là nếu mà các bạn ở Toronto lâu rồi á, thì các bạn sẽ muốn đi những chỗ khác, thì các bạn có thể đi những nơi gần Toronto như là cái thác Niagara Falls, hoặc là Ottawa, hoặc là Montreal, hoặc Quebec. Thì những cái nơi đó các bạn có thể đi tàu lửa hoặc là xe bus được. Còn những chỗ khác thì các bạn phải đi ké ai đó, hoặc là các bạn phải học lái xe thì các bạn mới đi được. Một cái điều cuối cùng mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là ẩm thực. Ở Toronto, như các bạn biết, là một cái nền văn hóa đa dạng, nhưng gồm rất nhiều người từ nhiều nơi trên thế giới họ gom lại với nhau. Cho nên ở Toronto có những khu vực đặc biệt như là phố tàu ở đường Spadina, thì nó có rất nhiều những cái quán ăn của người tàu, người Việt cũng có nữa. Ở phía gần đó nữa là một cái phố Italy. Ngoài ra thì còn có phố Hàn, phố Nhật ở đường Christie với lại Bathurst. Ở phía đông á, trên đường Coxwell với lại đường Churchill á, thì nó có phố Ấn Độ. Các bạn đi đến đó thì các bạn nhìn là trong một cái nước Ấn Độ vậy đó. Và đặc biệt là cái giá cả mà các bạn đi ăn á, cũng rất là đa dạng luôn. Từ high price đến low price, nó có hết luôn. Tùy các bạn lựa chọn.
Tóm lại, theo mình nghĩ, Toronto là một thành phố đáng sống bởi vì có môi trường văn hóa đa dạng, môi trường học tập và làm việc khuyến khích, có một nền y tế nó bao gần hết, giải trí thì nó mọi lúc mọi nơi, và thời tiết thì khá là đẹp, trong lành, các bạn ngoài đường không cần phải đeo khẩu trang. Yay! Thì sau khi mình đã chia sẻ về những cái vấn đề mà mình thích ở cái thành phố Toronto này, thì mình sẽ nói về những cái vấn đề mà mình không thích lắm. Thì một đó là bất động sản, thứ hai là phương tiện di chuyển công cộng, thứ ba là nó đông đúc quá, thứ tư là thời tiết. Thì đầu tiên á là giá nhà cửa thuê rất là đắt, mua còn đắt kinh khủng nữa, và cái tiền mà đi lại á thì cũng mắc hơn những thành phố khác như là Ottawa hoặc là Montreal á, mắc hơn khá nhiều. Tiếp theo là tại vì cái thành phố này là một thành phố rất là năng động cho nên nó rất là đông đúc. Sáng sớm các bạn đi làm đi học đi, kẹt xe rất nhiều lần, các bạn phải đứng trên xe buýt hoặc là xe quậy thì mới tới được cái nơi mà mình muốn tới. Tiếp theo nữa, cái mùa đông ở bên đây thì đôi khi nó có những cái điểm mà nó lạnh cỡ âm 30 mấy độ, 40 mấy độ, thì cái đó hơi mệt, nhưng mà cũng may là nó chỉ kéo dài một khoảng thời gian ngắn cho nên là cũng có thể chịu được. Các bạn nhớ đăng ký theo dõi để mà xem những cái video cập nhật mới nhất về cuộc sống, học tập và làm việc, đi chơi ở Canada. Đó, các bạn nhớ bấm cái chuông để có thể nhận được thông báo khi mà có video mới ra lò.